Wow, chị nó đang làm mà muốn tay cho mẹ nó nè cô chú ơi. No, mom, this is slime. Thì bây giờ slime mà bỏ lên móng tay có phải là đang làm móng tay không? Sao chỉnh thân tay vậy? Ưng no, chỉnh. Pretend, mommy. Thì đó mình đang pretend là mình đang giả tạo thôi. It don't stick up really. Trời no, ơi trời. Mommy, à bỏ tay xuống. Two hands right here. Không, một tay này trước đi, làm xong tay này trước đi. And then hold this one. Ừ, làm tay này trước đi. Boom. Trời ơi, đắp cục bột đẹp ghê đúng không? Nó là móng tay, nó đắp cục bột này tiền không nè. Khách mà cho tiền tiếp là đuối đơ luôn nè. Mẹ đừng đụng. Phải nói tiếng Việt với mẹ đây, mẹ thích con nói tiếng Việt thôi. Đụng. Mẹ ơi, đừng đụng. Hôm qua chị ăn bánh bông gì? Ồ, hả? Bánh bông gì? Bông bông. Bánh bông gì? Bánh bông. Bánh bông gì? Bánh bông lan. Bông bông lan. Wow, cô chú ơi, con nó làm móng tay cho mẹ nó. Móng tay là gọi là móng tay gì? Móng tay chẹp. Móng tay gì? Móng tay. Paint. Móng tay đã được sơn á hả? Trời ơi đẹp ghê, xúc rồi, xúc móng rồi. Gắn lại, gắn cho làm sao cho nó kỹ thuật một chút. Gắn đàng hoàng cho. Sao gắn kỳ à? Gắn kỳ. Mom, that's better, I said that's better. Rồi vậy ha. Yeah. And I have another finger. Một cái tay nữa hả? Con nói đi. Màu này là màu gì? Pink. Màu hồng. Mom, look. Màu hồng. Con nhìn vô camera con nói cô chú ơi. Cô chú ơi. Con thích chơi slam. Cô thích chơi slam. 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 Đúng rồi. Mong. Mà con mà để dính đồ vô là mẹ đính là lên bờ xuống ruộng. Làm hư hai bộ đồ rồi. Bây giờ mà còn làm để làm dính đồ, để làm dính lên cái ghế này, tại vì slam này mà nó dính vô cái ghế này là sẽ không bao giờ ra. Mẹ biết con rất là thích chơi slam hơn tất cả những thứ gì có trên đời này, đúng không? Nên là mẹ mới cho con chơi một chút xíu. Nhưng mà nếu mà con để làm dơ bộ đồ, hư bộ đồ của con sẽ bị gì? Đánh. Đúng rồi. Giỏi. Rồi, giờ làm cho mẹ tay này đi. Don't want this side, mommy. Hả? I just put it right here, okay? Kìa rồi, cái camera đâu rồi? Rồi lấy camera để mẹ lấy cho con lấy đâu có tới đâu. Ngồi im đó. Đừng như chị. Camera để tôi. Mà trận đó. Rồi để mẹ giờ camera mẹ quay nha. Mẹ ơi, con làm móng tay cho mẹ. Móng tay cho mẹ. Đúng rồi, con yêu mẹ nhất trên đời. Nè, phải làm cho nó gọn. Khi mà mình làm tay cho khách, mình phải làm cho tay khách nó gọn ra đó. Con giống như con biêu một cái cục bột luôn. Con biêu lên đó. À, thấy chưa cô chú nha, thấy mẹ chạy biêu chưa? Biêu thành móng tay dài luôn nè, thấy con. Hay chưa? Bởi vì con bước xuống ngồi ghế đàng hoàng, thở neo mà làm gì nhảy lên bàn nữa, ngồi xuống đàng hoàng thở chút nè, đó, thấy không? Đó. Hả? Con đụng ra đi. Yeah. Cho nó dài ra, thấy chưa? Đẹp chưa? Đó. Rồi. Một cục nhỏ thôi mà làm sao cho nó bự, làm sao cho nó dài, cho nó đẹp. Đúng rồi, ép vô. Con người mình làm sao phải cho cái. Trời ơi, con nó làm đẹp ghê không? Làm đẹp em cô chú, đẹp ê không á. Nhưng mà gì nè, để mày chỉ cho. Đó, bóp bóp hai tay. Đúng rồi, con phải lấy hai cái tay con bóp. Con bóp qua bên này. Wow, mom, that's so pretty, mom. Thấy chưa, mẹ nói mà. Wow, đẹp ê chưa cô chú? Mom, look at this nail. Rồi, ngồi xuống. Then I'm gonna do this. Yeah. Đó. Đẹp ê thiệt á. Thấy không? Đắp đàng hoàng, bóp lấy hai cái tay bóp. Đúng rồi. Cái tay quỷ châu. Hả? Lại gớm quá. Làm gì lấy ghê quá. Oh yeah, mommy, I don't use all of them. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Thấy nấu này đẹp không? Móng mày nhiều bột quá. Nói tiếng Việt, tới móng này. Nói đi, tới móng này. Mommy, look, mommy, do it nice. Ừ, không, chưa, con phải bóp vô vậy nè, đó.
to switch it? Mm-hmm. Oh, just me is so pretty. Mm-hmm. I know how I do it. Okay. A big finger. Thấy chưa, đẹp ghê chưa cô chú? Your big finger. Ngón cái. Nói đi, ngón cái. Ngón cái mà. Ờ, ngón cái. Mama, it's gonna stick out. Wow, đó, cô chú coi nè, thấy chưa? Thấy chưa, trời ơi. Bàn tay nắm ngón em vẫn kêu. No, now for another hand. Đó, đó, mà giờ ngồi làm tay khác nha. Con nói chuyện với ai cũng được hết, con nói ngón cái. Nói. Lớn lên. Ngón cái. Đúng rồi. Tao rồi làm móng này giống mồng gà vậy. Hả, làm móng đó giống mồng gà vậy. No, mom, don't close it. That's a nail. Rồi, ok. Trời ơi, cô chú coi bằng tay này nè. Lẹ đi con, lẹ đi con. Thôi lẹ đi. Ok. Chung tay không tiến đời mấy ai thân. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. Bao đêm ngao ngán thờ. Đẹp ghê. Nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao. Con làm nó quá đẹp chị chơi. Con làm ngón bự, ngón nhỏ. Con vợ làm giống như là ngón tay của monster vậy. No, à, này nó chảy hết rồi nè. Nó thích chơi slam lắm. Ừ, rồi. Ông trời ngoài mặt làm ngơ. Let's paint my nails, mommy. Hmm? Mom, do you want to paint my nails? Nope. Oh, nope. Tay con cắn móng tay điếc nên thôi mẹ không có sơn móng tay cho chơi con. Chơi ngày mai có đi theo bà Nhung không? Yeah, không. Không hả? I want to follow you. Ở nhà làm gì? I'm gonna close mom. Mommy đi với bà Nhung nè, chơi đi có đi với bà Nhung không? Yeah. Mẹ đi với bà Nhung nè. Ok, mẹ. Ok hả? Mẹ đi thì nó ok thấy không? Chứ sao? Mẹ đâu con đó mà. Mẹ đi là ok phải không? Đúng không? Mẹ đi đâu? À, con, đi. Con đó đi mẹ đâu con đó. Giờ nè, giờ đi qua bà Năm chơi với Su với Biêu Là không? Dạ mẹ. Ha, đi ha. Đi qua thăm Su với Biêu Là đi. Rủ mẹ đi đi. Hỏi mẹ thử. Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt. Nói mẹ, mẹ con muốn đi qua bà Năm. Nói tiếng Việt đi. Con nghe qua bà Năm. Qua bà Năm làm gì? Bà Năm làm. Qua bà Năm chơi với ai? Bà Năm chơi với mẹ. Bà Năm chơi với mẹ. Chơi với mẹ. Nhà bà Năm có ai nè? Nhà bà Năm có ai? Bella and Sue. Yes. Trời ơi, ai nữa? Có ai nữa? And chú? No. Chú gì? Bây giờ anh Sue and ai nữa? Chú Nam. And then a little puppy. Oh, little puppy nữa hả? And the small one. You see he's big and he lost the eye. Đó, Bêu Là đó. Bêu Là, mà Bêu Là bị hư mắt đó, đúng rồi. Bêu Là. He lost the eye nữa chứ. Yes. Mom knocked on the door. Hả? Đi ra đóng cửa lại nữa hả? Trời đất ơi, miết vậy. Rồi bây giờ con gõ vô con gõ cửa cho mẹ nha. Hello. Yeah. Mời tôi vô nhà không? Dạ. Yeah. Rồi, mời vô. Đứng làm gì xè xè cái bấy. Nói chuyện đàng hoàng tao mới vô chứ nói gì mời vô. Trời ơi, coi đi cái tướng coi được đời không? Được đời không? Nó đi muốn dẹo cái cuộc sống luôn vậy đó. Hello. Yeah. This is my pet. Oh. Oh, trời ơi, sao nhà có nhiều gấu quá vậy? Con nào làm bể đồ? Yeah. Con nào làm bể đồ chỉ coi. Ai? Cái này đâu có làm bể đồ. Có một trong những con đó là đã làm bể đồ trong nhà này. Con nào chỉ đi. Yeah, it's my
Xạo. Không phải. Không có giả được. Cái con nào trong ba, bốn con đó làm bể đồ của tôi? Nói cho tôi biết. Đúng rồi, bể đồ đằng kia. Nhưng mà con nào làm? Cái con đó làm bể đồ hả? Có thật không? Dạ. Rồi đưa đây. Đây là làm bể đồ phải không? Đây có phải làm bể đồ sẽ, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Như biết ta sẽ trừng phạt nhà ngươi như thế nào không? Bây giờ nhà ngươi sẽ thuộc về. Đúng rồi, nó phải nghe lời mẹ chứ. Bây giờ nhà ngươi phải đi theo ta và không được đi theo chay nữa nghe chưa? Đúng rồi. Bye bye chị đi. Bye bye. I'll miss you. Rồi. This is mine. Nhưng mà mẹ nghĩ như vậy nè, cái con này nó nhỏ quá, nó không thể nào làm bể đồ được. Mẹ nghĩ là con đang nói dối mẹ đó. No, mommy. Con nào là con làm bể đồ, nói ra đây. This one. Không được nói dối mẹ. It was me. Con làm bể đồ hả? Con nói là con chay. Con chay bể đồ. Đúng rồi. Con chay làm bể đồ hồi nào á? Cách đây mấy ngày? Đằng đó đó hả? Có gọi thoại mét ba chưa? No, mom, look, it's a new one. Không phải, cái đó là cái đó đứng đó từ nào tới giờ rồi. Cái đó nó đứng đó từ nào giờ rồi, chứ đâu có new, đâu có IO gì đâu. Cái kia là cái khác, đừng có xạo. No, mom, look. Nhìn nó giống nhau. Nhìn nó giống nhau. Nghe con nha. Bể đồ. Đúng rồi, làm bể đồ, cái tiếng bể đồ nó kêu làm sao? Trời, chắc nó đập quá. Cái tiếng bể đồ nó kêu làm sao? Cái tiếng bể đồ kêu vậy hả? Nằm lại coi cái tiếng bể đồ kêu sao. Tiếng bể đồ gì kêu, kêu giống dịch gì. Trợn dễ sợ mà trợn thì. Ồ, có cái này là đồ ăn con làm á hả? Con tính làm cho bốn con gấu ăn á hả? Phải không? Hả? Hả? Chờ chút. Hey, you gotta hold it like this. So you can. So he stands. It's supposed to be ready. Đây nè, con ăn bánh ăn đồ xong con không chịu dọn cho mẹ nè. Thấy chưa vậy? No, mommy, don't say this puppy. It's licking. Ok, không được, mẹ không được say hả? Mẹ say giùm cho nó. Say sing Ok rồi, con nói đi. He's licking this one. Đang ăn, cái ăn nó đang nó ăn ăn món gì con? It's not chicken but it's chippy. It's rainbow chippy zero. Okay, mẹ rót sữa cho con uống nha. No, mom, this is zero. Nhưng mà bây giờ mẹ rót ly sữa cho con uống nha. No, I'm not having sugar. I'm not really, really just. I'm really hot because I need to turn the fan. Mở đi, mở quạt lần sau chỉ mẹ coi. Cái đồ bấm để mở quạt đâu? Oh, it's down the floor. Đâu? Kiếm cho tôi. Đây nè. Rồi tự bấm mở quạt coi. Where's mở quạt? Mở quạt chỗ nào bấm đi. Số 3. Số ở trong đó đâu? Số 1, 2, 3. Con cầm ngược rồi, đúng rồi, đúng, chính xác. Bây giờ mở quạt rồi cô chú ơi. Rồi đi lên máng cái đó lại chỗ cũ. Không có được để vòng vòng là mất. Nó biết chỗ nào tắt đèn, mở đèn, chỗ nào mở quạt. Nó không. Ngọc nói là Ngọc lấy sữa cho nó uống nha. Nó nói nó không có khát nước. Bây giờ nó nói là nó chỉ là nóng thôi chứ không khát nước. Đó, thấy chưa, làm hư của tôi rồi đó. Máng lên, đúng, dắt lên con. Nghe nè, mày chỉ cho nè. Nghe cái này nè, cái khớp, nó có cái khớp. Yes, you did it. Con cảm ơn mẹ đi.
Con cảm ơn mẹ đã giúp con. Cảm ơn mẹ giúp con. Cảm ơn mẹ giúp con. Đúng. Mom, this is carrot and green lettuce. À, vậy à. À, cà rốt với lại everything. Cà rốt với lại củ cải hả con hả? And everything color. She eat all. No, mom, don't see all. I'm see all, mom. Ừ, nói đi, nói. No, you say at the time trunk. I'm gonna give you all this. Did you say all? No, don't say all. Nói. Don't say all. Sao mẹ không được nói vậy? Because I'm Mà sao? Mà sao nãy con đang nằm với dì Ni mà con chạy ra? Hả? Sao nãy con đang nằm với dì Ni mà con đi ra? What is that? Hả? What is that? What is that là sao? What are you talking about? Hồi nãy con nằm với dì Ni, con đang nằm trong phòng của con chạy ra, con nói dì Ni không muốn mua quà cho con nữa đó. Oh yeah, mom, I forgot. Con quên hả? Mom, this is a big chunk bite. I can see you, mommy. Mà sao nãy dì Ni con? I see you purple. Mà sao dì Ni nói dì Ni? Dì Ni. I see everything's purple. Mà dì Ni hỏi là dì Ni con về, dì Ni về con có buồn không? I see everything's purple. Dì Ni về con có buồn không? Yeah, mommy. Sao nãy dì Ni hỏi con nói không? I know, but I have a question. Please answer. Sao dì Ni hỏi con là dì Ni về, dì Ni có buồn không? Con nói ơi, con có buồn không? Con nói không? She asked if she... Auntie, mom. What? Con nói mẹ ơi, mẹ đừng cắn con đau. Đừng cắn con đau. Con ra con khóc làm sao? Là. À, khóc vậy hả? À, trời trời, khóc dữ trời. Nó trợn quá, đi sao vậy? Đục đàn, đục nọc, ba trợn, để thận luôn á con chú ơi. Nó không mặt không mến này. Nó mặt không mến này. Nó mặt không mến này. No, mommy. Trời. You can take a kiss of this. Don't know, I'm watching. No, mẹ không muốn hôn mấy con này. Mẹ chỉ muốn hôn con chạy mặt thôi. Thôi đừng có đụng mặt mẹ. Mặt mẹ có sức kem rồi này kia. Đừng có đụng mặt mẹ. Tối là mẹ không có thích đụng mặt mẹ nghe không? Don't give it. Con nhớ không? Mặt mẹ có gì? Lotion, đúng rồi. Nó gọi những cái kem dưỡng ban đêm của Ngọc đó là lotion.